có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177996. Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government, Canberra. Lily xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, một tin vui cho những người đang gặp khó khăn tài chính là khoản tiền tiết kiệm từ quỹ hưu bổng của cư dân Úc sẽ tăng mạnh trong năm nay nhờ thị trường cổ phiếu lên giá. Trong khi đó, ngân hàng Westpac và St. George ngày hôm qua đã bị sự cố ngừng hoạt động trong vài giờ, gây nhiều bất tiện và rối loạn cho các khách hàng cần thực hiện các giao dịch. Còn cư dân Úc khi đi mua hàng cần thận trọng kiềm chế sự nóng tính bởi việc lăng mạ hay hành hung nhân viên bán lẻ trong thời gian Giáng sinh này có thể bị đưa ra tòa và ngồi tù. Trong lĩnh vực tiêu dùng, hàng chục loại xe đạp bán ở siêu thị Big W bị thu hồi do lỗi gây nguy hiểm có thể gây tai nạn. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Việt TV Úc Châu. Đầu tiên là thông tin về việc tiền tiết kiệm hưu bổng tăng mạnh trong năm nay. Một báo cáo của công ty nghiên cứu tài chính John West công bố ngày hôm nay cho thấy khoản tiền tiết kiệm từ quỹ hưu bổng của cư dân Úc sẽ tăng một lượng lớn bất ngờ trong năm nay. Báo cáo cho thấy do các thị trường chứng khoán đều tăng điểm vào tháng trước, nên giúp các quỹ đầu tư trong đó có quỹ hưu bổng tăng siêu cấp lên 8.8% trong năm 2023. Sự tăng trưởng này giúp phần nào bù cho những khoản lỗ vào năm ngoái, khi thị trường cổ phiếu trong nước và toàn cầu rơi vào tình trạng bấp bênh do lòng tin của giới đầu tư giảm. Nhờ đó, các quỹ đầu tư tăng trung bình 3.1% so với tháng trước, trong đó quỹ hưu bổng của cư dân Úc đã tăng từ 2% lên 4.2%. Công ty nghiên cứu Charles West ước tính rằng chỉ còn chưa đầy 2 tuần lễ nữa là năm dương lịch 2023 khép lại, nên lợi nhuận trung bình của quỹ hưu bổng tính chung trong cả năm là tăng 8.8%. Một kết quả ngoài sự mong đợi. Giám đốc nghiên cứu đầu tư cấp cao của Charles West cho biết, có nhiều cổ phiếu quốc tế là nguyên nhân chính dẫn đến siêu tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận 22% cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, lĩnh vực công nghệ cũng mang lại kết quả tốt cho các quỹ siêu lớn. Ông cho biết mặc dù cổ phiếu của Úc không đạt được mức cao như kỳ vọng trong năm nay, nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng là 9.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin này được đưa ra vào thời điểm nhiều người Úc đang cảm thấy căng thẳng về tài chính do lạm phát tăng cao và lãi suất cao, nên việc có thêm lợi nhuận trong số tiền hưu bổng tiết kiệm của năm nay là một tin hết sức tích cực. Kế đến là thông tin về việc ngân hàng Westpac và St. George bị ngừng dịch vụ do sự cố kỹ thuật. Các dịch vụ của một trong tứ trụ ngân hàng là ngân hàng Westpac ngày hôm qua thứ Hai đã bị ngừng hoạt động trong vài giờ vào buổi sáng, gây nhiều bất tiện và rối loạn cho các khách hàng cần thực hiện các giao dịch. Sự gián đoạn lần đầu tiên xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng và ảnh hưởng đến các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, di động và điện thoại. Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến khách hàng của St. George thuộc sở hữu của ngân hàng Westpac. Tuy nhiên, đến 11 giờ 30, sự cố kỹ thuật này đã được khắc phục và các dịch vụ của ngân hàng Westpac và St. George đã trở lại bình thường.
Người phát ngôn của Westpac đã lên truyền thông xin lỗi những khách hàng đã gặp phải sự cố khi thực hiện các dịch vụ trực tuyến của ngân hàng vào sáng 19 tháng 12. Những người bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động các dịch vụ của Westpac cũng đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng của họ. Chẳng hạn có người bị mắc kẹt tại siêu thị Woolworth vì không thể thực hiện chuyển tiền khi thanh toán. Một người khác nói rằng sự cố gây khó chịu và bất tiện bởi vào thời điểm mua sắm bận rộn nhất trong năm. Do vậy, nhiều khách hàng cho rằng sự cố của Westpac ngừng hoạt động cho thấy sự tiện lợi của việc dùng tiền mặt. Đầu tháng này, ngân hàng Westpac cũng đã từng phải xin lỗi khách hàng sau khi dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động ngừng hoạt động kéo dài hàng giờ vào ngày 5 tháng 12. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát gần đây của công ty so sánh thị trường, 72% người Úc thích thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ hơn tiền mặt, bất chấp những sự cố ngừng hoạt động trực tuyến của các ngân hàng gần đây. Cuộc khảo sát với hơn 1.000 người vào tháng 11 cho thấy chỉ có 17.3% thích thanh toán bằng tiền mặt, 33.2% thích thanh toán bằng thẻ tín dụng, trong khi 38.8% thích thanh toán bằng thẻ ghi nợ. Chỉ hơn 5% người dân thích thanh toán bằng kỹ thuật số và 5.3% thích thanh toán bằng séc cá nhân. Theo công ty giám sát tình trạng ngừng hoạt động, đã có tới 2.600 trường hợp ngừng hoạt động dịch vụ trực tuyến đối với ngân hàng Westpac trong những năm qua. Tiếp theo là một thông tin về môi trường. Chất lượng không khí ở Sydney giảm do khói từ các đám cháy rừng. Mặc dù cư dân ở khu đô thị Sydney ngày hôm nay đón những trận mưa lớn với nhiệt độ giảm nhiều, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, ngày hôm qua cũng như mấy ngày trước, nhiệt độ ở Sydney không chỉ tăng cao liên tục mà còn có không khí hết sức ngột ngạt, khó chịu, đặc biệt ở khu CBD còn bao trùm khói mù mịt. Mà theo Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales, tình trạng mù mịt và chất lượng không khí kém ở khu vực Sydney là do gió mạnh mang theo khói từ các đám cháy rừng lớn cách đó hàng trăm cây số ở phía bắc của tiểu bang. Mà hiện nay các đám cháy rừng gần Narrabee trên sườn phía tây bắc của bang vẫn chưa được kiểm soát, đã thiêu trụi hơn 110.000 hecta đất và có chu vi khoảng 280 km. Theo Bộ Kế hoạch và Môi trường New South Wales, chất lượng không khí được đánh giá là kém trên hầu hết Sydney, vùng Upper Hunter và các sườn núi phía tây bắc vào ngày hôm qua. Hiện tượng sương mù ở Sydney chỉ tan dần vào tối muộn khi bờ biển bắt đầu đón những cơn gió mát mẻ và thời tiết thay đổi với những trận mưa. Do có mưa ở phần lớn tiểu bang trong ngày hôm nay, mà các đội cứu hỏa hy vọng sẽ sớm kiểm soát được đám cháy rừng ở Narrabee. Kế đến là thông tin về việc doanh nhân gốc Hoa ở Victoria bị tuyên án gây ảnh hưởng lên chính trị gia Úc. Một người đàn ông gốc Hoa tên là Di Sanh Sunny Dương ở Melbourne phải đối mặt với án tù sau khi thẩm phán kết tội ông phạm tội cố gắng bí mật gây ảnh hưởng đến cựu bộ trưởng liên bang Alan Tuss để thúc đẩy các mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Di Sanh Dương được cho là người đầu tiên bị kết án tội âm mưu thực hiện hành vi can thiệp của nước ngoài với mức hình phạt tối đa là 10 năm tù giam. Vào chiều hôm qua thứ ba, tòa án Victoria đã kết luận ông có tội sau nhiều ngày nghị án và hơn 2 tuần nghe bằng chứng. Theo cáo trạng, ông Dương đã quyên góp $37,450 cho Bệnh viện Hoàng gia Melbourne vào tháng 6 năm 2020, vào thời điểm lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được áp dụng và bệnh viện đang thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị y tế quan trọng. Vào thời điểm đó, ông Dương giơ tấm séc và đứng cạnh ông Alan Tuss và trao tờ séc cho giám đốc điều hành bệnh viện trước giới truyền thông. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang cho rằng đó không phải là một cử chỉ thiện chí. Thay vào đó, họ cho rằng ông Dương thường xuyên liên lạc với các đặc vụ tình báo Trung Quốc và đang tìm cách gây ảnh hưởng không đúng mức đến ông Tuss, người mà ông coi là có tiềm năng làm thủ tướng liên bang. Tại phiên xét xử, các công tố viên nói với bồi thẩm đoàn rằng hành động của ông Dương không hề giống với hoạt động gián điệp mà người ta thường thấy trong các tiểu thuyết trinh thám hoặc xem trong phim Điệp viên 007 James Bond, mà họ cho rằng các việc làm của ông Dương là một hình thức can thiệp tinh vi nhằm gây ảnh hưởng và tạo mối quan hệ với các quan chức chính trị cấp cao theo mệnh lệnh từ Bắc Kinh. Phần lớn phiên tòa được tổ chức kín, công chúng và giới truyền thông không được tiếp cận bằng chứng do các nhân chứng có danh tính được bảo vệ. Trước khi bị bắt, ông Dương là một doanh nhân nổi tiếng trong cộng đồng người Úc gốc Hoa và là người đứng đầu một nhóm địa phương có tên là Liên đoàn Châu Đại Dương, gồm các tổ chức người Hoa từ Việt Nam, Campuchia và Lào. Ông được cho là cũng liên quan đến một nhóm hoạt động khác có mối liên hệ với một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Dương được tại ngoại và sẽ phải đối mặt với phiên điều trần trước khi bị tuyên án vào ngày mai.
kế đến là một cảnh báo về những ai hành hung nhân viên bán hàng có nguy cơ bị phạt tù. Cư dân Úc khi đi mua hàng đã được cảnh báo rằng việc lăng mạ hay hành hung nhân viên bán lẻ trong thời gian Giáng sinh có thể dẫn đến hậu quả pháp lý, bao gồm cả án tù. Theo dữ liệu từ Liên minh bán lẻ SDA, dữ liệu gần đây cho thấy cứ 10 nhân viên bán lẻ thì có một người phải đối mặt với nguy cơ bị khách hàng lăng mạ, chửi rủa hay tấn công khi đang làm việc, với hơn 75% bị lăng mạ hay bị chửi bới. Các nhân viên bán lẻ thường phàn nàn bị khách hàng khạc nhổ, la mắng, dùng đồ vật đánh, vân vân. Thậm chí có nhân viên còn bị một số khách hàng quấy rối tình dục. Liên minh bán lẻ đã cảnh báo khách hàng rằng họ sẽ có hành động pháp lý chống lại bất cứ ai bị phát hiện có hành vi ngược đãi nhân viên trong thời gian nghỉ lễ. Liên minh này khẳng định không có bất cứ lý do gì để khách hàng thiếu tôn trọng với những nhân viên bán lẻ đang làm công việc của họ. Các nhân viên bán lẻ xứng đáng nhận được lời cảm ơn và sự tôn trọng từ khách hàng, thậm chí còn hơn thế nữa vào thời điểm này trong năm khi các cửa hàng buôn bán bận rộn và căng thẳng lên cao. Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên mà người mua hàng sẽ đối mặt với hậu quả hình sự nghiêm trọng, đặc biệt là hành vi tấn công người bán hàng. Luật đã được thông qua ở New South Wales vào tháng 6, đưa ra các hình phạt cứng rắn hơn đối những người bị phát hiện có cư xử không đúng với nhân viên bán hàng, đặc biệt là tấn công, khiến hành vi này trở thành phạm tội theo đạo luật tội phạm 1900. Tội danh này có mức án tối đa là 11 năm tù giam vì gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng cho một nhân viên bán lẻ. Khách hàng bị phát hiện quấy rối, đe dọa hoặc lăng mạ nhân viên bán hàng có thể phải đối mặt với án tù lên tới 4 năm, ngay cả khi nhân viên đó không hề bị tổn hại về thể chất. Cũng trong lĩnh vực tiêu dùng, cư dân Úc có cơ hội mua vé máy bay giá rẻ nhờ hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ được tăng chuyến. Cư dân Úc sẽ sớm có nhiều lựa chọn thay thế hơn cho các chuyến bay đến châu Âu, Trung Đông và xa hơn nữa, sau quyết định của chính phủ liên bang cho phép hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ có thêm chuyến bay đến và đi từ Úc Châu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải liên bang Catherine King đã phê duyệt đề xuất ban đầu cho phép tăng các chuyến bay hàng tuần giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Úc Châu từ 7 chuyến lên 21 chuyến, sau đó là 28 chuyến vào năm 2024 và 35 chuyến vào năm 2025. Các chuyến bay sẽ hoạt động từ các sân bay Brisbane, Melbourne, Perth và Sydney, cũng như từ sân bay đang được xây dựng ở Tây Sydney. Động thái này được cho là sẽ kích thích sự cạnh tranh và khách hàng có cơ hội mua được giá vé máy bay rẻ hơn trên các tuyến đường bay quốc tế, đồng thời mở ra những điểm đến mới cho du khách Úc. Ngoài cho phép tăng chuyến bay đối với hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ lao động trong tháng này cũng đang xem xét điều chỉnh tăng thêm các chuyến bay của các hãng hàng không đến Việt Nam, Canada, Chile, Pháp, Hồng Kông, Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Quyết định này được đưa ra sau khi bà King từ chối đề nghị của hãng hàng không Qatar Airways nhằm bổ sung thêm nhiều chuyến bay hàng tuần đến Úc vào đầu năm nay, một động thái khiến chính phủ liên bang bị cáo buộc bảo vệ lợi nhuận của hãng hàng không trong nước là Qantas. Cuối cùng là thông tin về việc hàng chục mẫu xe đạp bán ở siêu thị Big W bị thu hồi. Hàng chục chiếc xe đạp được bán tại các cửa hàng bán lẻ nổi tiếng Big W đã bị thu hồi do lỗi có thể khiến bánh trước rơi ra, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu thụ ACCC đã đưa ra thông báo thu hồi đối với các mẫu xe đạp do công ty Sepa Cycle cung cấp. ACCC cảnh báo có 38 mẫu xe nằm trong diện thu hồi được bán tại Big W và các đại lý xe đạp độc lập trên toàn quốc và trực tuyến kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Nguyên nhân là những chiếc xe đạp này không tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc dành cho xe đạp, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn và gây thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng bởi bánh trước bị lỏng hoặc rơi ra ngoài khi xe đạp đang di chuyển. Sản phẩm cũng đã được bán tại một số nhà bán lẻ xe độc lập. Những khách hàng sở hữu các mẫu xe bị thu hồi đã được khuyến khích ngừng sử dụng xe đạp ngay lập tức và liên hệ với công ty sản xuất để được đổi một chiếc khác thay thế. Đối với xe đạp mua tại Big W, công ty sản xuất sẽ thay thế trực tiếp cho người mua. Với bản tin vừa rồi, Lily xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Úc Châu. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Lily xin chào tạm biệt và xin chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài VietTV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.